Slay với hình ảnh hai anh tây cao to khoác lên người bộ áo dài hồng phấn khiến dân mạng réo tên chủ tiệm. Có lẽ vì muốn được trải nghiệm văn hóa Việt Nam một cách chân thật nhất nên hai anh tây đã tự tin diện trên người chiếc áo dài tung tăng đi ngắm phố. Thế nhưng chiếc áo dài mà hai anh tây đang khoác trên người nếu không phải là màu xanh lam đậm, đầm thắm thì cũng là màu hồng phấn thướt tha. Không phải là thêu bông cúc thì cũng là cành hoa lan trắng buông dài từ ngực áo xuống đến hết tà. Không những vậy, cái cuộn trắng tuy rằng vừa ngắn vừa nhỏ nhưng cũng không làm mất đi cái dáng vẻ yêu kiều vốn có của chiếc áo dài. Nhiều người sau khi nhìn thấy hình ảnh hai thanh niên to cao diện hai chiếc áo dài đi giữa phố đã không khỏi lắc đầu trước màn tư vấn chọn đồ vô cùng là tàn ác của người chủ tiệm. Mặc dù khi nhìn qua thì hai anh chàng trai tay này cũng hết sức là duyên dáng và cực kỳ slay. Một số bình luận được mọi người để lại: nhìn anh cao to vậy thôi chứ thực ra anh mong manh dễ vỡ lắm. Các anh không hòa nhập, các anh hòa tan luôn rồi.